Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 6 tháng 4. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Tin thế giới, gần 70.000 ca tử vong vì dịch COVID-19, Thủ tướng Anh nhập viện. Ca nhiễm tăng mạnh, Mỹ cấp tốc đặt máy thở của Trung Quốc. Tin Việt Nam, Bộ Y tế tiếp tục công bố buổi sáng thứ hai không có ca bệnh COVID-19 mới. Bộ Y tế thông báo khẩn tìm người tiếp xúc nữ phóng viên mắc COVID-19. Virus gây bệnh COVID-19 ở Việt Nam đã tiến hóa. Sau đây là thông tin chi tiết. Tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp tại 208 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Số người tử vong ngày một tăng, đặc biệt là các nước châu Âu. Theo thống kê, tính đến 7 giờ sáng nay, tổng số ca tử vong trên toàn cầu vì COVID-19 đã lên đến 69.402 người, trong tổng số ca nhiễm là 1.271.679 người. Tại Anh, theo báo The Guardian, Thủ tướng Anh Boris Johnson có các triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới kéo dài và đã phải nhập viện vào tối ngày 5 tháng 4. Hiện tại, nước Anh đang ghi nhận 41.903 ca nhiễm COVID-19 và 4.313 ca đã tử vong. Tại Pháp, Ý, Tây Ban Nha, hiện tại đang giảm số ca nhiễm, tử vong cụ thể. Tại Pháp, theo Bộ trưởng Y tế Pháp, ngày 5 tháng 4, Pháp ghi nhận 357 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại các bệnh viện, thấp hơn con số 441 người của ngày hôm trước. Tổng số người chết vì COVID-19 trong bệnh viện của Pháp là 5.889 người. Ngoài ra, còn có 2.189 người chết ở các nhà dưỡng lão kể từ ngày 1 tháng 3. Tổng số người chết vì dịch bệnh COVID-19 của Pháp là 8.078 người. Trong ngày 5 tháng 4, Pháp có thêm 748 ca nhiễm virus corona mới nhập viện. Tổng số ca nhiễm virus của Pháp là 92.893 trường hợp. Tại Tây Ban Nha, nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất về dịch bệnh, có 674 người chết vì COVID-19 trong ngày 5 tháng 4. Đây là con số giảm so với 3 ngày trước đó. Tổng số ca nhiễm virus ở Tây Ban Nha là 130.759 và tổng số trường hợp tử vong là 12.418 người. Tại Ý, Ý ghi nhận số ca tử vong vì dịch bệnh COVID-19 thấp nhất trong vòng hơn 2 tuần qua và số người được chăm sóc đặc biệt cũng giảm trong 2 ngày liên tiếp. Hiện, số ca bệnh ở các bệnh viện là 525 người. Trong ngày 5 tháng 4, Ý có 525 người tử vong vì COVID-19, ngày thứ 3 liên tiếp số ca tử vong giảm. Số ca nhiễm virus mới xuống 4.316 trường hợp. Tổng số ca nhiễm virus của Ý là 128.948 trường hợp và tổng số ca tử vong của Ý là 15.887 người. Riêng tại nước Mỹ, số ca nhiễm tăng mạnh. Mỹ cấp tốc đặt máy thở của Trung Quốc. Trên toàn nước Mỹ, số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đang là 336.550, tăng 25.193 ca. Tổng số ca tử vong là 9.610, tăng 1.159 ca, tính đến khuya ngày 5 tháng 4 giờ địa phương. Thống đốc New York cho biết, bang này đã đặt hàng 17.000 máy thở để đối phó dịch bệnh COVID-19 lan rộng, yêu cầu Nhà Trắng giúp liên hệ với phía Bắc Kinh, song chỉ được phép mua 2.500 chiếc. Tin Việt Nam. Sáng nay, ngày 6 tháng 4, Bộ Y tế công bố không có ca bệnh COVID-19 mới, là buổi sáng thứ hai liên tiếp không ghi nhận ca bệnh mới ở Việt Nam. Việt Nam hiện ghi nhận 241 bệnh nhân, 150 người từ nước ngoài về, chiếm trên 62%, 91 người lây nhiễm thứ phát, trong đó 61 người ở các ổ dịch nội địa. Đã có 91 trên 241 người khỏi bệnh, ngoài ra có thêm 23 người âm tính lần 2, đủ tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh. Tính chung, số khỏi bệnh và số âm tính lần 2 đủ tiêu chuẩn công bố khỏi bệnh đã chiếm 50% tổng số bệnh nhân đã ghi nhận. Bộ Y tế cũng cho biết hiện về số mắc, Việt Nam đứng thứ 97 trong số quốc gia vùng lãnh thổ có ghi nhận bệnh nhân. Thứ hạng số mắc của Việt Nam liên tục hạ. Vài ngày trước, Việt Nam đứng thứ 88, sau đó 94 và hiện tại là 97. Tối ngày 5 tháng 4, Bộ Y tế phát đi thông báo khẩn tìm những người tiếp xúc với nữ phóng viên mắc COVID-19 là bệnh nhân thứ 183 tại những nơi mà bệnh nhân này đã đến. Theo đó, trong hành trình di chuyển trước khi được xác định mắc COVID-19, bệnh nhân 183 đã đến các điểm dưới đây. Phòng khám Đông y Mộc Linh tại 182 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Phòng khám JCK số 5 Hàng Chuối, Hà Nội. Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hương Sen số 5 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội. Khách sạn Sheraton Nghi Tảo, 11 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội. Bộ Y tế đề nghị tất cả người dân có mặt tại những địa điểm này trong khoảng thời gian trên cần liên lạc ngay với Trung tâm Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Ngoài những thông tin trên, theo một số chia sẻ mới đây nhất của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, virus gây bệnh COVID-19 ở Việt Nam đã tiến hóa. Theo Phó Giáo sư Quỳnh Mai, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phân tích virus trên bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân. Kết quả cho thấy, virus gây bệnh đã tách thành hai nhóm khác hẳn nhau. Giai đoạn trước, bệnh nhân là những người về từ châu Á. Hiện nay, bệnh nhân nhiễm virus đa phần có nguồn gốc từ châu Âu.
Virus mà Việt Nam phân lập được trên ca bệnh COVID-19 về từ châu Âu khác với virus gây bệnh tại châu Á. Ở đây có sự khác biệt rõ rệt và tiến hóa. Trên đây là những thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19 mới nhất. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, theo dõi và đăng ký kênh Thời sự Online. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.